Đây là những nông đặc sản khắp các vùng miền đến từ phiên chợ xanh tử tế của trung tâm BSA, được bày bán tại tầng B1, trung tâm thương mại Gigamon trên đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tham gia bán hàng, giới thiệu sản phẩm của hàng chục doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông đặc sản. Trong những ngày này, người tiêu dùng đến Gigamon đã ngập trong không gian mua sắm mới với hàng trăm sản phẩm, các loại trái cây từ nhiều địa phương. Nhân dịp này, Giga Market còn mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn như vòng quay may mắn, bốc thăm nhận quà ngẫu nhiên với hóa đơn từ 200.000 đồng và check-in nhận quà.